Xin kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên băng tần 57.3 và 16.10. Chào mừng quý vị đến với chương trình điểm báo của VNA TV được gửi đến cho quý vị mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu, từ 7 giờ sáng cho đến 8 giờ 15 và phát lại lúc 12 giờ. Kính mời quý khán giả cùng đón xem và thực hiện chương trình ngày hôm nay cùng với Mỹ Linh là anh Nam Quang. Dạ chào anh. Hello Mỹ Linh và Nam Quang xin thân ái kính chào quý vị khán giả của VNA TV. Dạ vâng, không biết là tuần vừa qua là có cái tin gì mà nó hot ở ngoài cộng đồng của mình không? Nhất là ở trong mùa bầu cử này, thường là trong mùa bầu cử chúng ta có rất là nhiều tin liên quan đến bầu cử. Thì không biết anh có bản tin nào để chia sẻ không? Anh có cái bản tin này vui lắm mà thưa quý vị khán giả. Anh chia sẻ Mỹ Linh với lại quý vị khán giả luôn. Thưa quý vị thấy ở trên màn hình TV đó là mấy cái bảng tranh cử là bị giật sập xuống. Đó, Nam Quang đang có mặt ở đó để mà đưa tin. Thì những cái bản tranh cử của ứng cử viên, những cái ứng cử viên gốc Việt của Việt Nam là Kimberly Hồ, ông Andrew Đỗ, rồi thêm mấy người khác, ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí, ông Nam Quang là Nam Quang đó, rồi ông thị trưởng Chí Tạ là bị giật sập hết thưa quý vị. Ở ngay cái góc đường này là góc đường Magnolia với lại góc đường McFadden và thêm một cái chỗ nữa là góc đường Beach với lại đường 13. Thì cái bảng này được dựng lên cách đây 3-4 ngày, thì vào ngày hôm Chủ nhật thưa quý vị, hôm Chủ nhật vừa qua là bị giật sập xuống. Và khi mà Nam Quang có mặt ở đây là những cái có một vài người của phía bên cô Kimberly Hồ là anh Thủy đó, là anh ta đang cột lại những cái bảng đó, thì những cái ứng cử viên khác cũng bị giật sập luôn. Đây là cái vấn đề mà nó xảy ra rất là nhiều vào mỗi cuộc tranh cử của cộng đồng Việt Nam của chúng ta ở quận Cam và ở Little Sài Gòn. Thì thưa quý vị, vào cái những cái chuyện này để nó trở lại với Nam Quang là vào cái mùa tranh cử, vào cái no recall đó, canh chữ chống bãi nhiệm với lại bãi nhiệm đó. Thưa quý vị thấy không, làm những cái bản mà no bãi nhiệm của bên ông Tạ Đức Chí, ông Charlie Mạnh Chí và Kim Ly Hồ, thì là quý vị nhìn thấy đó, cái đó là đối diện với lại Phước Lộc Thọ thưa quý vị. Cái đó là security camera, họ quay từ bên Phước Lộc Thọ, họ quay qua thì cho mình thấy là có bốn cậu thanh niên nhỏ nhỏ đi phá hết tất cả những cái bảng của No Recall. Mà cái này nó có một cái điểm mà Nam Quang phải nói cho quý vị biết là khi mà security của bên Phước Lộc Thọ họ thấy cái này, họ đang quay đó, họ quay rất là rõ nha quý vị nha, họ có thể zoom tới, zoom in, zoom out đó, họ thấy mặt rõ lắm. Thành ra họ gọi cho cảnh sát và cảnh sát có tới vào cái lúc đó. Cảnh sát có thấy được những cái cậu bé này đang phá những cái bảng này, nhưng mà cảnh sát không có bắt hoặc là không có lấy information, và cảnh sát let go, không có hỏi han, không có làm bất cứ một cái gì của cái chuyện là cảnh sát phải làm, đúng không? Cho nên là cái này đó nó xảy ra trong trong cái lần mà mình phải bỏ phiếu bãi nhiệm, đúng rồi đó, thì đó những cậu bé này là phá tùm lum tà la như vậy. Thành ra bởi vì là cái câu hỏi đặt ra là cảnh sát của thành phố Westminster có làm đúng trách nhiệm của họ hay không, thì bây giờ tiền dân trả cho họ rồi, bây giờ họ không có thực hiện đúng cái nghĩa vụ của họ, thì ra đây là một cái câu hỏi mà vẫn phải đặt ra cho cảnh sát của thành phố Westminster. Tại vì nếu mà như vậy, không làm như vậy, thành ra bây giờ nó mới có những cái tình trạng là phá bản thêm nữa. Thấy không? Đó là cái tin tức mà Nam Quang gửi đến cho quý vị vào buổi sáng. Mà ở trong cái mùa tranh cử này, lúc nào cũng có rất là nhiều những tấm bản của những ứng cử viên là bị phá bỏ rất nhiều, mà những tấm bản đó là những ứng cử viên họ bỏ tiền ra, họ làm tốn tiền lắm luôn á. Đúng rồi, rất là tốn tiền. Vừa tốn kém vừa tốn công sức nữa. Trời, mỗi lần đi trao bản cực lắm, mà xin cái người chủ đất chủ phố cho mình cắm cũng khó khăn nữa. Cho nên là thật sự là mình không có nên phá hoại như vậy. Nhưng mà thật ra thưa quý vị, cái này đó nó giống như là nó có một cái tổ chức vậy đó, là chuyên đi là phá hoại những cái ứng cử viên nào mà người ta không có thích. Người ta phá từ lần này sang lần khác vì không bị bắt, thành ra cuối cùng cứ tiếp diễn. Cho nên là cảnh sát Westminster là phải làm đúng trách nhiệm của họ, là phải bắt những cái người này và truy tố những ngày thưa quý vị. Chào và kính thưa quý khán giả, tiếp đến sẽ là những bản tin mà chúng tôi gửi đến cho quý vị ở trong ngày hôm nay trong phần điểm báo. Nhưng trước khi gửi đến cho quý vị những bản tin chính sẽ là phần dự báo thời tiết ngay sau đây.
Kính xin chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên băng tần 57.3 của chúng tôi cũng như là băng tần 16.10. Chào mừng quý vị đến với lại chương trình dự báo thời tiết cho ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, chúng ta có một ngày thứ tư hơi nóng cho quận Cam, nhiệt độ là 94 độ cho ban ngày và 72 độ cho ban đêm. Và tại vùng San Jose là 96 độ cho ban ngày và 64 độ cho ban đêm. Và tại vùng Houston, Texas thì trời rất là nóng, 98 độ cho ban ngày, 77 độ cho ban đêm, kính thưa quý vị. Và qua đến ngày thứ năm thì nhiệt độ vẫn chưa mát mẻ hơn cho quận Cam, 94 độ cho ban ngày và 73 độ cho ban đêm. Và tại San Jose thì có mát mẻ hơn đôi chút, 91 độ cho ban ngày, 62 độ cho ban đêm. Và tại vùng Houston, Texas là 94 độ cho ban ngày và 76 độ cho ban đêm. Kính thưa quý vị, và cả ba miền Nam Bắc California cũng như Houston thì trời đều nắng nóng cả. Và buổi sáng sớm thì sẽ có nhiều mây, thưa quý vị. Và đây là bài ca dao mà chúng ta chia sẻ cùng nhau trong tuần này, đó là dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Đây là một bài ca dao để nói đến việc là dù chúng ta ở bất cứ phương trời nào cũng hãy nhớ đến ngày giỗ tổ vua Hùng, ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch. Đây là truyền thống mà uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo của người Việt Nam của chúng ta. Hãy uống nước nhớ nguồn để nhớ rằng các vua Hùng đã có công gìn giữ và sáng lập nên nước Việt của chúng ta. Cho nên chúng ta hãy nhớ đến những vua Hùng là những vị vua đầu tiên của nước Việt chúng ta, tạo nên một lịch sử của Việt Nam oai hùng, kính thưa quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày thật an lành, thật nhiều niềm vui. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Và kính thưa quý khán giả, vừa rồi là phần dự báo thời tiết và sau đây là những con số cập nhật cho coronavirus. Giờ chúng ta có tổng cộng là 22.292.808 người đã nhiễm bệnh cho ngày hôm nay. Và số người tử vong là 783.349 và tổng cộng số người đã khỏe mạnh là 15.035.501. Đây là con số cho toàn thế giới, thưa quý vị. Và chi tiết hơn, chúng ta sẽ thấy là nước Mỹ vẫn là nước dẫn đầu ở trên toàn thế giới về số người nhiễm bệnh. Và chúng ta sẽ có thấy được những con số là có nhiều người nhiễm bệnh mới cho ngày hôm nay tại nước Mỹ, dù rằng là trong những ngày liên tiếp là con số đã giảm nha. Và nước Mỹ của chúng ta ngày hôm nay là giảm xuống 41.559 người. Và đây là con số giảm rất là tốt. Có những ngày chúng ta là 60.000, 50.000 người, hôm nay là 41.000. Đây là con số mà chúng ta gọi là giảm liên tục trong vòng 3 ngày nay rồi. Cho nên là đây là tín hiệu tốt nha quý vị. Tiếp đến nữa là Brazil là 48.637 người. Còn Ấn Độ không giảm, Ấn Độ vẫn là có những cái con số rất là cao, thưa quý vị. Ấn Độ ngày hôm nay là 55.022 người đã nhiễm bệnh cho Ấn Độ. Và chi tiết hơn, cho nước Mỹ của chúng ta tổng cộng có 5.653.534 người đã nhiễm bệnh. Số người tử vong là 174.951. Số người đã khỏe mạnh là 3.008.723 người đã nhiễm bệnh, kính thưa quý khán giả. Và tiếp đến nữa là California của chúng ta ngày hôm nay có số người nhiễm mới là 5.287 người đã nhiễm mới cho ngày hôm nay. Và tiếp đến nữa là Florida. Florida ngày hôm nay có 3.838 người đã nhiễm bệnh mới tại Florida. Tại Texas thì con số này ngày hôm nay cao hơn so với ngày hôm qua là 7.089 người đã nhiễm bệnh mới cho vùng Texas. Và kính thưa quý khán giả, tiếp đến nữa chi tiết hơn cho California của chúng ta, tổng cộng số người nhiễm cho đến ngày hôm nay là 640.357 người đã nhiễm bệnh, số người đã tử vong là 11.516, số người đã khỏe mạnh là 262.539, kính thưa quý vị. Chi tiết hơn là chúng ta thấy ngày hôm nay Los Angeles có số người nhiễm mới thấp so với lại những tuần trước, có một cái tín hiệu tốt cho Los Angeles. Riverside là 531 cũng đã giảm nhiều so với những tuần trước. Orange County ngày hôm nay là 287, kính thưa quý vị. San Bernardino là 426. Và chi tiết hơn cho vùng Los Angeles ngày hôm nay là 1003. Quý vị nhìn thấy con số này so với những tuần trước là quý vị thấy là giảm đi nhiều. Và tiếp đến nữa là Orange County là 287 người. Và số người tử vong cho ngày hôm nay là 5 người. Ngày hôm qua thì không có người tử vong, nhưng hôm nay thì số người tử vong là 5. Và số người trong phòng ICU là 124, kính thưa quý khán giả. Đó là những con số cập nhật cho coronavirus của ngày hôm nay. Và sau đây là những bản tin chi tiết. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Dạ, mời anh. Vâng, cảm ơn Mỹ Linh. Và thưa quý vị, bản tin thế giới liên quan đến Thái Lan là có hơn 10.000 người tuần hành đòi cải cách chế độ quân chủ ở Thái Lan. Thì vào
tối chủ nhật vào ngày 16 tây tháng 8 năm 2020, ít nhất có 10.000 người tuần hành tại thủ đô Bangkok thì kêu gọi là cải cách hiến pháp. Thì kể từ cái cuộc mà đảo chính quân sự vào năm 2014 thì đây là lần đầu tiên mà dân chúng Thái Lan xuống đường một cách đông đảo như vậy. Thưa quý vị, là một phát ngôn viên của cảnh sát đã cho AFP biết như vậy, và những người biểu tình đã đổ dồn về một trong các ngã tư đông đúc nhất ở Bangkok và họ hô vang khẩu hiệu là đã đảo chế độ độc tài và dương cao hình chim bồ câu trắng là biểu tượng cho hòa bình. Thì người ta nói là giống như là cái phong trào giới trẻ Hồng Kông, họ không có những cái lãnh tụ cái như là nhất định, thì cái phong trào này của những cái người trẻ của Thái Lan họ cũng không có những cái người lãnh đạo nhất định, mà họ chỉ truyền nhau qua Facebook, qua Twitter, qua những mạng xã hội để họ kêu gọi nhau đi biểu tình. Thưa quý vị, đó là lực lượng chủ yếu vẫn là sinh viên. Thì tương tự như là nhiều nước khác thì Thái Lan đang trong cái cuộc khủng hoảng xã hội do đại dịch Covid-19. Đây cũng là một nguyên nhân dẫn đến cái chuyện biểu tình này, thưa quý vị. Thì trở lại, Mỹ Linh có nhớ cái cuộc biểu tình không, cái cuộc mà đảo chính quân sự, mà đảo chính bà cái bà thủ tướng, rất nữ thủ tướng rất là đẹp của Thái Lan đó, thưa quý vị, là bà có ông anh là ông Thaksin cũng đã làm thủ tướng rồi, sau đó bị đảo chính, phải chạy qua bên Anh để mà tị nạn. Thế xong sau này bà em là bà Dinh Lức lên làm thủ tướng thì cũng bị giới quân sự của Thái Lan họ đảo chính để họ lật đổ, và bây giờ họ thay bằng cái chế độ quân sự của họ, thưa quý vị. Dạ, nhưng mà bây giờ là giới trẻ Thái Lan á, không muốn một cái thể chế chính trị như thế này. Rồi giới trẻ Thái Lan muốn có một cái hình như họ cũng không có còn mấy mặn mà với lại cái kiểu mà thể chế quân chủ lập hiến giống như là Thái Lan bây giờ. Nhưng mà hơi khó đó, tại vì ở bên Thái Lan đa số dân họ vẫn còn thờ phượng ông vua của họ quá. Dạ. Đụng tới ông vua là họ là bị phạt nặng lắm. Thưa quý vị nhớ hồi đó cái thời mà Tổng thống Bill Clinton không? Là ông ta có phải xin cho một cậu thanh niên Mỹ là tại vì đã vẽ bậy lên trên hình của vua Thái Lan đó, là cuối cùng là cậu đó bị phạt đánh 20 roi, coi như là không có bị đi tù nhưng mà cũng phải bị phạt đánh 20 roi thì mới cho về nước. Thái Lan họ rất là tôn kính đức vua của họ. Cho nên là bây giờ giới trẻ Thái Lan á, mà họ đứng lên biểu tình như vậy, đây cũng là một cái sự mà thay đổi lớn lắm ở trong cái tư tưởng của giới trẻ của Thái Lan. Mà đây toàn là giới trẻ không, những người sinh viên mà ở trong nước, cho nên là đây là phải nói là một cái sự thay đổi rất là lớn của chính trị Thái Lan. Bên Thái Lan nó không có phải là ở bên những nước dân chủ như Mỹ là tự do ngôn luận, em có quyền em đốt cờ, em có thể đốt hình, rồi em muốn vẽ tầm bậy như là đem hình Tổng thống Trump hay là cái gì Obama ra, muốn làm gì cũng được, giống như người dân Mỹ ở đây với lại báo chí ở đây họ làm. Ở bên Thái Lan mà vẽ râu vô cho ông vua một cái là đi tù 20 năm đó, thưa quý vị. Thành ra mình phải cẩn thận, mỗi một nước, mỗi một nhà họ có cái luật lệ riêng của họ, mình phải tôn trọng. Dạ, và tiếp đến nữa là một bản tin liên quan đến việc máy bay phản lực của không quân Israel lần đầu tiến vào không phận của nước Đức và đã nói rằng chúng tôi xin chào các bạn. Dạ, một cái... Chắc đã xin phép bay vô rồi phải không? Chắc phải bay mới dám chào vậy chứ. Dạ, thưa quý vị, các máy bay phản lực của không quân Israel đã tham gia một số cuộc tập trận trên nước Đức vào ngày thứ ba, bao gồm có bay qua một trại tập trung có tên Dachau của Đức Quốc xã trước đây và đánh dấu lần đầu tiên máy bay phản lực của Israel đã tiến vào không phận của nước Đức. Khoảnh khắc mà tư lệnh không quân Đức là Trung tướng Ingo Gihar đã chào đón không quân Israel tiến vào không phận của Đức được ghi lại trong video. Thay mặt cho lực lượng không quân của Đức, tôi rất vinh dự được chào đón lực lượng không quân Israel tiến vào không phận của Đức lần đầu tiên trong lịch sử. Đó, Đức cũng gửi lời chào mừng và Israel đáp lại chúng tôi xin chào các bạn. Cũng hay nha, hồi xưa là Đức là cái nước mà giết người Do Thái nhiều nhất, bây giờ là họ thay đổi rồi, họ lại đón chào người Do Thái ở Israel. Dạ, đó cho nên là đây phải nói là một cái chuyến bay lịch sử của không quân Israel bay vào trong không phận của Đức, thưa quý vị. Và kính thưa quý khán giả, đến đây xin mời quý vị vẫn giữ ban tầng 57.3 và 16.10. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo.